Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ ra vườn thu hoạch một ít rau. Có rau nào thì em sẽ thu hoạch rau đó. Đầu tiên em sẽ thu hoạch rau xà lách. Hôm nay rau xà lách của em nhiều quá nên em sẽ thu hoạch bớt. Xà lách này ăn sống cũng ngon mà nấu canh cũng rất ngon. Cái loại xà lách này trồng ở những nơi có nhiều đất thì nó phát triển lớn lắm. Xà lách rất là tươi tốt luôn. Bây giờ em sẽ thu hoạch rau xà lách nha. Cây nào cũng rất là to. Tiếp theo thì em sẽ thu hoạch cái thùng ngò rí. Ngò rí hôm nay cũng rất là tươi tốt luôn. Mình đừng có cắt sát gốc để cho mai mốt cái ngò rí này nó sẽ lên lại. Hôm trước em đã thu hoạch được một ít rồi. Hôm nay thì em sẽ thu hoạch hết luôn. Ngò rí hôm nay cũng rất là tươi tốt. Em cũng sẽ thu hoạch cái bụi rau găm này luôn để không thôi nó bị già. Cái rau găm này á, mình ngắt lá mình ăn, mình chừa chút xíu cái ngọn ở phía trên á, rồi mình đem mình đi ngâm nước. Vài ngày sau nó ra rễ mình trồng tiếp tục. Rau găm này thì rất là dễ trồng. Rau găm cũng tốt quá chừng luôn. Em vừa thu hoạch được rau xà lách, ngò rí và rau găm. Rau nào cũng tươi tốt hết. Xà lách cây nào cũng rất là to. Bí ngồi của em hôm nay nó đã có hoa đực và hoa cái, nên em sẽ thụ phấn để nó đậu trái. Cái hoa đực này thì nở hôm qua, còn hoa cái thì nở hồi sáng. Phía trên cũng ra rất là nhiều trái bí nhỏ.
cây hoa đực này cũng sắp nở. Mình sẽ hái cái cây hoa đực. Mình lấy nhụy của hoa đực. Trong cái nhụy nó có nhiều phấn hoa. Mình sẽ cho vào giữa cái nhụy hoa cái. Mình không cần dùng tăm bông cũng được, mình cho trực tiếp vô luôn. Hiếm khi có cả hoa đực lẫn hoa cái. Lúc thì có rất là nhiều hoa đực, lúc thì có rất là nhiều hoa cái. Hôm nay thì hai hoa đều nở, nên em sẽ thụ phấn, hy vọng là nó sẽ đậu trái.